Xin chào mọi người, đây là Lan. Và ngày hôm nay Lan sẽ nói về một vấn đề mà nhiều bạn quan tâm, đó là làm thế nào để bắt đầu học lập trình từ con số 0. Thì câu hỏi đầu tiên chúng mình cần đặt ra đó là học lập trình để làm gì? Thì nếu như mà các bạn không có một cái động lực nhất định thì sẽ rất là khó để các bạn có thể bắt đầu học lập trình. Thì theo suy nghĩ của Lan thì học lập trình nó có hai cái điều hay như sau. Cái thứ nhất là bạn có khả năng make things, bạn tạo ra được một cái gì đó, ví dụ như bạn tạo một cái software mới. Và cái thứ hai đó là chức năng automation, tức là học lập trình sẽ giúp cho bạn tối ưu hóa được, automate được một cái process nhất định nào đó. Kể một cái ví dụ là ở đây có một cái task là cần phải tìm hiểu thông tin về khá là nhiều cái công ty. Thì nếu như mà làm cái thủ công là mình sẽ lên website từng công ty, sau đó mình tìm thông tin, sau đó mình copy và mình paste một cái file Excel. Nhưng mà làm như vậy là quá tốn thời gian và mình quá lười để làm cái chuyện đó. Thế nên là mình đã dùng cái ngôn ngữ gọi là VBA. Thì đó là cái ngôn ngữ tích hợp vào cái bộ Microsoft Office của Microsoft. Và nếu như mình viết được những cái dòng code thì mình sẽ lấy được, mình kết nối với lại Internet Explorer và mình tự động mình lấy được thông tin của website. Là như vậy rất là nhanh. Mình suy nghĩ về cái việc học lập trình như là một cái công cụ để mình có thể giải quyết được những cái công việc về phục vụ cho công việc, phục vụ cho sở thích cá nhân. Thì khi mà bạn đã cảm nhận được là cái sự hữu ích của việc học code thì bạn sẽ có được một cái động lực để bạn học code. Thì nếu mà như vậy thì nó sẽ giúp cho bạn tiếp tục và bạn bắt đầu cái hành trình học code rất là gian khổ này. Điều thứ hai, mình rất là khuyến khích các bạn sử dụng những cái trang web mà học trực tuyến. Một bên nó sẽ có những cái lời hướng dẫn, một bên bạn có thể code trực tiếp. Và trong quá trình code như vậy thì bạn sẽ thấy trực tiếp được là những cái dòng code của mình nó sẽ thay đổi một website như thế nào, là một cái dòng lệnh của mình nó sẽ run được cái chương trình như thế nào. Thì cái việc vừa học vừa làm này nó rất là tốt, bởi vì nó sẽ keep up cho bạn được cái quá trình bạn học, và bạn sẽ cảm thấy hưng phấn mỗi khi bạn học. Thì một cái website mà Lan sử dụng thường xuyên đó là website dataquest.io. Thì đây là website chuyên về học và dạy trong mảng data science, có những ngôn ngữ như là Python, là một ngôn ngữ rất là dễ học và rất là thân thiện, tại vì những cái dòng lệnh của Python nó rất là gần giống với tiếng Anh, nó rất là rõ ràng mạch lạc. Và ngoài ra còn có ngôn ngữ là R, SQL, những cái ngôn ngữ rất là phổ biến trong ngành data science. Và điều thứ ba mình muốn khuyến khích các bạn đó là trong quá trình học code thì chúng mình nên đi tham gia những cái meetup để mà gặp gỡ được nhiều người, cũng như để cập nhật được những cái công nghệ mới. Thật ra cái việc học code nó giống như là một cái việc rất là cô đơn, bởi vì bạn gần như học một mình, bạn phải ngồi trước màn hình và bạn học. Có những cái tài liệu mà bạn đọc bạn vẫn không thể hiểu được. Thì nhiều khi bạn sẽ cảm thấy như là đây là một cái ngành rất là dễ chán bởi vì không có ai để nói chuyện cả. Thì trong quá trình mình tự học như vậy thì mình cũng thường xuyên mình đi tham gia những cái meetup tại Tokyo. Thì mình được nghe những cái bài bạn nói về những công nghệ mới, hay là mình làm quen kết bạn với những người bạn mới cũng làm chung ngành, và mình làm thêm bạn quen bạn mới, mình trao đổi thông tin. Thì cái việc mà mình có được những cái human interactions thì nó sẽ rất là tốt trong quá trình học code. Và hãy luôn luôn nhớ một điều là học code là một quá trình rất là mệt mỏi và rất là dễ bỏ cuộc. Tuy nhiên là việc càng dễ thì cái lợi ích càng nhỏ, nhưng việc càng khó thì lợi ích càng lớn. Và càng ít người làm thì giá trị của bạn sẽ càng ngày càng tăng lên. Bài nói của mình đến đây là kết thúc. Nếu như bạn nào có câu hỏi hay kiến thể comment xuống dưới. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.